Ok, chào mọi người. Hôm nay shop để gửi cho mọi người một lô cặn mọi người. Thì lô cặn này đa phần sẽ là những cây cặn hai khúc, ba khúc cặn carbon hàng từ Nhật về nhé. Có những cây giống như Kamakasu nè, Shimano Conimber nè, đó, Daiko nè. Bên đây là UFM. Phần cây cuối cùng này là một cây Shimano dít nha anh em, một cây dít Shimano ba khúc. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗ không lấy ship lên đó, thì em gửi cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, để gửi mọi người tham khảo cây số 1. Thì cây số 1 gửi cho người tham khảo một cây cần CanCut nha mọi người. Đó, cây này xem như shop bán với giá bán phiên thôi nha anh em. Đây, cây này sổ một phen rồi, phen full CC gold nhé. Đây, một cây cần 3 khúc, full CC gold. Đây, cần thì có xây sát mọi người, mà xây sát bá tầm bát thẳng. Cây này một cây CanCut. Đó. Thì cây này dài sẽ là 3m3 nha mọi người. Dài 3m3, nặng sẽ là 345g. Đọt của nó sẽ là 2 ly nhé. Đây, phần xích gòn thích nha. Đó, phần Fuxi nha mọi người, chứ không phải là sân điểu đâu. Đây, bu đây. Đó, đây, càng có xây sát. Đó. Thì cây này thì nó sẽ lua từ 10 đến 40g, lai từ 8 đến 20 lb. Đó. Thì cái này thích hợp cho anh em lua gần nè, đó, lua gần, lua lóc, đó. Câu lóc thì anh em con cây này thì dạng câu nhẹ thôi, chứ không dạng bạo lực đâu, đó. Tổng thể ngoại hình thì đẹp nha mọi người, nó có xây sát thôi. Thì cái bát này nè, đây, nó không có xuống nha, cái này anh em phải vuốt tay, nhưng mà đẩy lên thì nó vẫn lên bình thường nha, đó. Xiết máy vẫn chắc nha, bao chắc với anh em luôn á, đó. Thì sau mình sẽ báo gõ cho anh em vậy, đây, vuốt xuống thôi. Đó, bình thường phen thì đẹp rồi. Đó, cây này mình bán với giá xem như bán phen thôi. Đó, về cho anh em dựng lại đây, phen Fuxi nhé, cần rất là đẹp, phôi thì chuẩn rồi, không bể không gãy gì hết nhé. Đó, anh em có thể lấy cái này về câu cá chép cũng được, câu cá chép, câu lăn xê, câu cá trôi cũng rất ok nhé, cần rất là ok, độ nảy tương đối cao. Rồi, giá cây số 1 giá sẽ là 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu cộng ship cái số 1. Tiếp theo cây số 3, cây số 2. Cây số 2 mình bán với giá cũng như bản phen luôn. Đó. Thì cây số 2 lên cho mọi người là một cây giúp em phen xít như này, toàn bộ là phen xít hết. Đây, rất là đẹp. Thì đây một cây cần giúp em. Phôi của nó thì rất là chắc rồi. Phôi này rất là xịn nha anh em. Đây, sẵn nha, carbon bass Fuxi. Cần có xe sát nhiều. Đó. Đây, giúp em nhé. Cái này dài sẽ là 3m3, nó lua từ 10 đến 42g, lai từ 10 đến 20 lb. Cái này về cho anh em đánh gần, đánh lóc nha. Phôi sẵn carbon nha mọi người. Đó. Đây xây sát, đây xây sát nha. Nhưng mà được cái là phen rất là chuẩn và xịn nha, phen Fuxi, phen xít. Bộ phen này cũng anh em mua nguyên bộ này thì giá cũng tầm khoảng 1 triệu ngoài rồi. Đó. Đây. Fuxi luôn nha, bu chuẩn nguyên zin nha anh em. Đó. Thì cần xe sát, báo xe sát, nhưng mà phôi chuẩn chỉ nha, phôi chuẩn chỉ. Đó. Đây. Ok hết nha mọi người. Thì cái này dài 3m3, nặng là 240g, đọt 2 ly 2, về cho anh em lua lóc lua gần. Đó. Đọt cái này cũng tương đối cứng, cái này nếu xét về cứng thì nó cứng ra tầm khoảng M thôi nha anh em. Rồi, giá cũng hai số 2, giá sẽ là 1,2 triệu luôn. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 gửi cho mọi người một cây cần lua. Thì đây một cây cần của hãng Daiwa. Cán là cán bằng nha mọi người, cán là cán bằng. Bát của cần sẽ là bát Fuxi. Phen cần sẽ là phen Fuxi Sheet nha mọi người. Đây, rất là xịn. Đây, đó. Đây. Phen Sheet nha. Thì cần tổng thể còn rất là đẹp. Đây, một đây là một cây cần của hãng Daiwa. Thì đây một cây Daiwa Headland. Đó, hàng khá đẳng cấp và thương hiệu nhé. Thì cái này nặng 136g, dài sẽ là 2m28 nha anh em, dài 2m28, đọt nó sẽ là hai, đọt của nó sẽ là 1 ly 7, và cái này nó lô từ 3 đến 14g, lai từ 4 đến 12 lb, phen xít đồng bộ, phen đề ba cho nó sẽ là phen xít ba chân nè, đó, hai chân chứ, rất là đẹp nha mọi người, đây, xịn sò nha. Rất là xịn. Đây, lên nét coi. Đó. Bu này. Cần thì nguyên zin. Cái này tổng thể nguyên hình còn đẹp mới nha mọi người.
Đó, đây qua. Thì cái này độ cứng nó thì nó để là UL, nhưng mà cây này là một cây lua mà dạng UL mà biển nha anh em. Xét vào độ cứng thì nó cũng tương đối cứng. Cái này tương đương với tầm khoảng L so với anh em đô lốc. Thì cái này về cho anh em câu mấy con cá sắt á, câu cá sắt, câu chẽm, câu mú, lua đầm, rất là ngon lành, càng ngoại hình đẹp. Thì cây số 3 giá công khai là 1,2 triệu luôn nha anh em, 1,2 triệu cây số 3. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 gửi cho mọi người một cây Lugan Lua Lóc. Đó. Thì đây một cây cần của hãng Daiko nha anh em, một cây Daiko, hàng nội địa Nhật. Đây, một cây Daiko, hàng nội địa Nhật, đây, Japan nha anh em. Đó. Thì cái này dài sẽ là 2m7, nặng sẽ là 274g. Và cái này đọt của nó sẽ là 2 ly 2. Và cái này nó lua từ 10.5g đến 42g. Line của nó từ 10 đến 20 lb, độ cứng tương đương với M. Cái này anh em về lua lóc, lua gần ngon lành. Phen của cần sẽ là phen Fuji loại xám. Tổng thể ngoại hình cái cần thì nó sẽ làm mẫu mới ra tầm khoảng 90%, 90-93%, còn cái là mới luôn. Đây, phen keo chuẩn nguyên zin, ba tầm bát con Fuji. Đây, chuẩn đẹp nha mọi người. Đây vậy, chuẩn đẹp. Này, phen đời ba đây, rất ngon lành. Bu có cần là bu xít nhá, bu xít màu chày. Đó. Rất là đẹp. Ngon lành. Đây. Đó. Anh em về đua lóc chẽm ngon lành, nó lóc gần ok nhé, độ nảy tương đối cao, càng nhật. Rồi, giá công khai cây số 4 giá sẽ là 1,5 triệu ngay, 1,5 triệu cộng ship cây số 4. Tiếp theo qua phần bên đây, phần bên đây là đa phần những cây cần chuyên về trên mạng săn hàng. Đó, hàng khá là xịn. Thì tiếp theo là cây số 5, cây số 5 gửi chúng người là một cây cần của hãng Shimano. Đó, một cây Shimano Sunnit. Đây, phen là phen Fuji Sit nha anh em, phen Sit chân ca. Đó. Thì đây một cây cần Shimano Score Neighbor. Đó. Đây, bát tập bát Fuji. Đây mọi người. Đó. Thì đây là một bản hàng được sản xuất tại Indo nha anh em, hàng sản xuất tại Indonesia, không phải của China đâu. Bản này cũng khá là hiếm. Nói hiếm thì không hiếm, nhưng mà đa phần ở thị trường sẽ là hàng China nhiều nha anh em. Đó. Đây là một khoản hàng ở Indo. Đây. Thì cái này dài sẽ là 3m, độ cứng sẽ là độ cứng H, và cái này nó lua mát được là 100g nha anh em. Đó, lua mát được 100g. Và cái này mát dây bia của nó sẽ là dây bia số 4, và cái này chuyên về cho anh em câu dạng lóc gần. Đó, câu anh em câu gần. Câu hàng nặng, câu bao lực nhá. Đó, cần rất là xịn. Cái này thì độ mới theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó rơi tầm khoảng 93-95% nhé, rất là mới. Đây nè, sẵn đây, sẵn ít nhé, bát tầm bát Fuji. Phen xít hết nha anh em, phen xít hết nhé, chứ không phải là dạng phen sứ đâu, sứ sứ thường đâu. Đó, đa phần của hàng China thì nó sẽ là sứ thường, chứ không phải sứ xít bóng như thế này. Nên giá sẽ rất là cao hơn một tí. Hàng China thì nó có tầm khoảng 2 triệu mấy anh em. Đó. Này, buộc trong sẵn nha. Thì cái này nặng sẽ là 295g, đọt của nó sẽ là 2 ly 3 thôi. Đó. Và keo chỉ cái này thì nguyên zin nha anh em, keo chỉ nguyên zin. Chân chân keo phen đều rất là đẹp. Đây. Hàng này dùng siêu lướt luôn. Đó. Sẵn nhất toàn bộ toàn thân. Đó. Cần thì xước rất ít, tổng thể hoàn đẹp. Rồi, giá công khai cây số 5, giá sẽ là 3,2 triệu nha anh em, 3,2 triệu cộng ship một cây số 5, một cây hàng rất là ok, chuyên về cho em săn hàng, đánh mà đánh lóc bạo lực. Đó, một cây cần cứng hắc 3m. Rồi, cây số 5, 3,2 triệu. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 gửi cho mọi người vẫn là một cây cần của hãng Shimano, một cây hàng khá là VIP. Đây, đây một cây cần Shimano 3 khúc nha anh em, một cây Shimano 3 khúc. Một cây Shimano ARC. Đó. Thì dòng ARC này thì rất là coi nó rất là cứng rồi, rất là xịn.
dòng dạng xịn sò của Shimano. Thì cái này được sản xuất tại Nhật anh em, made in Japan mà có tài hoàng nhé. Thì cái này nặng của nó có 200g thôi anh em, nặng 200g, và cái này đọt của nó sẽ là 1.6 và dài sẽ là 2m88. Thì cái này nó lua từ 8 đến 42g thôi nha mọi người, lua từ 8 đến 42g, lai từ 8 đến 20 lb. Đây, fan đều rất là chuẩn, đây có định vị lóng nha. Đây, sẵn ít toàn thân luôn, rất là đẹp. Cái này dạng xịn sò, buông chống sắn, fan xít. Đây, rất là đẹp. Đó. Một cái nội đi Nhật nhé. Cái này anh em đi câu là không sợ đụng hàng luôn. Đó. Giờ kiếm một cây mà Nhật sản xuất thì rất là hiếm mà. Và còn đẹp như thế này thì quá ok. Cái này anh em về câu lóc, câu gần, câu cá chép ngon lành. Sẵn đẹp nha mọi người. Cái này độ mới theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó ra tầm hạn 93-95% nha anh em. Rất là đẹp, kỳ căng. Rồi giá công khai cái số 6, giá sẽ là 3 triệu nha anh em, 3 triệu cái số 6. Tiếp theo qua đây, qua đây sẽ là những cây cần lua. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 gửi cho mọi người là một cây cần lua của hãng Gamakatsu, một cây hàng khá là xịn. Đây, một cây Gamakatsu, fan Fuji Shitgon nha anh em. Đây, Shitgon. Đây, fan nữa đây. Lõi gon nha anh em, rất là đẹp. Đó. Fuji gõ gàng nha mọi người, chứ không phải dạng fan điểu bây giờ đâu. Đây, Fuji. Thì đây một cây Gamakatsu, nó còn tối luôn mọi người. Gamakatsu còn tối. Và cây này dạng hàng dùng lướt qua, hàng lấy tại cửa hàng nên còn rất là đẹp. Đó. Đánh giá cảm quan cá nhân thì nó cũng ra tầm khoảng 90-93%. Batabat Gold. Fingon. Đây. Thêm mê đủ. Càng rất là đẹp luôn. Đó. Không chê đâu được. Cái này thì về cho anh em, chuyên về cho anh em câu dạng cá chê nè, cá chép nè, đó, câu hồ dịch vụ nhé, câu lóc, câu gần. Anh em luôn gần lưu lóc thì đánh dạng nhẹ tay. Đó. Cái này dạng phải bao lực rồi. Cái này chuyên về cho anh em câu cảm giác và càng rất là xịn sò, rất là đẹp. Đây anh em, thông số của nó đây. Thì cái này dài sẽ là 2m9 nha anh em. Dài sẽ là 2m7, nặng sẽ là 180g. Đọt của nó sẽ là 2 ly. Và cái này nó lua từ 7 đến 35g, lai từ 6 đến 14 lb. Đó. Càng quá ok rồi, fan rất là ok. Đây. Độ nảy cũng tương đối cao nha mọi người. Độ nảy tương đối cao. Cái này về anh em câu chép, câu chê dịch vụ là khỏi còn gì bằng. Đó. Không thôi anh em có thể câu lóc mà dạng câu mồi mà giả anh em, câu mấy con cá sắt, mấy con minnow á. Này, lấy cái này đánh action cực kỳ tốt luôn. Rồi, giá công khai cây số 7, giá sẽ là 3 triệu nha anh em, 3 triệu cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho người vẫn là một cây cần của hãng Gamakatsu. Cây này một cây 3 khúc nha. Cây này chuyên về lóc gần nha mọi người, câu lóc của gần. Đây, cây này thì nó vẫn còn túi nha mọi người, túi zin. Dây đeo gàng zin luôn. Đây. Cũng của Gamakatsu nhé, hai cộng cần thì rất là đẹp. Đây có định vị nha anh em. Đây fan là fan Shitgon nha mọi người, fan Shitgon, fan bóm. Cài khỏi bàn. Rất ok nha mọi người. Bán tầm bát Fuji fan đây rất là chỉnh cho. Đây cũng vậy. Rất là đẹp. Đây. Thì cây này chiều dài của nó sẽ là 3m18 nha anh em. Dài 3m18. Nặng sẽ là 287g. Đó, đọt cái này sẽ là 2 ly 2 nha mọi người. Đọt 2 ly 2. Và cần rất là đẹp này. Độ mới ra tầm khoảng 93-95%. Đó. Không có xe xác gì nhiều hết. Thì cái này nó lua từ 50g nha anh em, lua từ 10 đến 50g, lai từ 8 đến 16 lb.
cần rất ok xịn sò, anh em xách mấy cái này đi là khỏi đụng hàng với ai luôn. Đó, đây hiện rất là đẹp nhá, Yamakasu. Rồi giá công khai cái số 8, giá sẽ là 3.400.000 nha anh em, 3.400.000 cộng ship. Tiếp theo cái số 9, cái số 9 gửi cho mọi người vẫn là một cây cần Pangol nha anh em, Pangol loại ship. Đó thì đây một cây cần của hãng UFM nè. Đó, một cây UFM Miss Shock. Thì cây này chuyên gần nha anh em, chuyên gần, chuyên lóc. Đây thì đây một cây UFM lấy tại cửa hàng về đây, nên cần còn rất là mới, chăn keo phen đây rất ok nha mọi người. Đó phen ship bát là bát Fuji phen ship luôn và ok. Đó Miss Shop thì cái này chiều dài của nó sẽ là 3m3 nha anh em, chiều dài 3m3 và một nặng sẽ là 298g. Đó, dài 3m3 nặng 298g, đọt của nó sẽ là 2.4 đây anh em, phen đây. Đó mấy cái này thì anh em nếu câu qua thì mấy cái phen nó bị ga ten hết rồi. Đó, cây này thì chưa ga ten luôn, nó còn rất là mới nhá, thì dạng hàng trưng bày tại cửa hàng. Đó cái này thì về đánh thì rất là chất lượng rồi. Đó phôi không xây xát thì không có tổn thương phôi nên còn rất là chuẩn phôi nha anh em. Đây bu là bu xích màu chày, xứ rất là dày. Đó này rất là đẹp, cái này về xứng đáng cho anh em sưu tầm, anh em câu gần câu lóc. Thì cái này nó lô mát đó, lô mát được là sẽ là 2 oz, nó gây tầm khoảng 56g nha anh em. Line của nó được là 25 lb. Đó đây thông số rõ ràng, cần rất là mới và xịn nhé. Mấy cây giúp em này thì phôi nó rất là chuẩn rồi. Đó không cần gì phải bàn, này khá là whip của Nhật. Đó, cây rất là whip của Nhật giúp em, cần tương đối cứng nhé. Rồi giá công khai cái số 9, giá sẽ 2.500.000 anh em, 2.500.000 cộng ship cái số 9. Tiếp theo sẽ là ở cho mọi người cây số 10. Cây số 10 thì gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Daiwa nha mọi người, một cây Daiwa. Thì đây tên của nó đây mọi người, một cây Daiwa Four Shock. Đây mọi người, Four Shock Zip nha mọi người. Đó. Đây. SG96MH, một cây Daiwa cứng MH. Hàng của China sản xuất nhé. Nhưng mà hàng rất là xịn, từ China xuất dịch trường Nhật. Đây toàn bộ phen của cây này sẽ là phen xít hết nha mọi người, toàn bộ sẽ là phen xít hết. Đó đây phen xít chân ca, thì cái này về sẽ còn túi luôn nhá, còn túi phôi là phôi được sơn ánh kim kim tuyến nè, rất là đẹp. Đây rất là đẹp, phen xít nha mọi người, phen xít ba chân, cản là cản hở. Đó bát là bát Fuji Daiwa. Đây phen xít. Đó thì đây thông số của nó mọi người, thì cái này nó dài sẽ là 2m9 nha mọi người, dài 2m9, nặng sẽ là 260g, đọt 2.2 và cái này nó lua từ 25g đến 90g, lai từ 20 đến 30 lb và cái này nó lai be từ be số 1 đến be số 3. Đó một cây cần cứng MH chuẩn về cho anh em câu gần câu lóc gừng. Đó phen xít cần thì rất là mới. Đó đây xây xác thì xem như không có luôn mọi người. Đó. Thì theo đánh giá cảm quan cá nhân thì cũng gơ tầm khoảng 95% thôi. Đây phen xít ba chân, buộc chống sắn, buộc xít luôn. Cây này anh em về đánh gần đánh lóc là thả ra, càng rất là đẹp. Phôi đánh kim, không còn gì phải bàn. Hàng đây qua rất là chắc. Đó là xịn nha nè, phôi rất là đẹp. Đây thì tem nhãn thì còn đầy đủ hết nha. Đó, đa phần mình bán hàng thì sẽ hàng sắp tay thôi, chứ không phải là bán dạng trôi nổi đâu. Nên về thì có một cây này thôi, chứ không có cây thứ hai. Đây, đây qua. Rồi, giá công khai cây số 10, giá sẽ là 1.900.000 nha. 1.900.000. Tiếp theo cây cuối cùng, một cây siêu phẩm của nhà Shimano. Thì đây một cây cần Shimano.
gấp lên mọi người, một cây spindle gấp lên 3 khúc đó, tai chi. Thì cây một cây cần dít nha anh em, một cây cần dít, một cây dít 3 khúc cho anh em di chuyển rất là dễ. Đây spindle benzo hypoquit. Thì đây một cây cần dít, nó dít được là 210g nha anh em, dít được 210g, cần rất là xịn, một cây dít 3 khúc. Thì cây này dài sẽ là 2m83 nha mọi người. Đó, dài 1m83. Quên. Dài 1m83 và cây này nó dít được là mát của nó sẽ là 210g. Mát bè của nó sẽ là bè số 4 và cây này rắc của nó mát sẽ là 8kg nha. Thì cây được sản xuất tại China. Đó. Xuất cái kỳ trường Nhật nha anh em. Thì đây cái tên của nó đây, anh em cứ search lên mạng là ra liền cái giá. Mono Gapler tay gì đó, S63-4 đó, thì anh em cứ sạp lên mạng đi ra giá liền. Cây này thì dạng hàng dùng lướt thôi, còn rất là đẹp đó, hồi sẵn rất là đẹp. Cây này cho anh em dứt biển nhá, dứt biển thôi anh em có thể câu trên ghe, trên bè, trên thuyền câu bình thường. Đó, đây bu là bu chống sắn, nó bu xít phen nó đây, phen này phen chân đen nha mọi người, phôi rất là xịn này, mấy cây dít này phôi không cần chịu hết bàn. Cái này thuận tiện cho anh em di chuyển đi tới đi lui đi du lịch đó. Thì cái này dài 1m83, thu gọn của nó sẽ là 68 cm cho anh em. Đó, thu gọn tầm khoảng 68.8 cm. Và cái này nặng của nó sẽ là 182g thôi nha mọi người. Nặng 182g thôi, rất là nhẹ. Và phôi của nó rất là chuẩn. Xịn sò. Sẵn rất là đẹp, bass Fuji. Đó, Shimano nhé. Rồi, giá công khai cây số mua 1, cây cuối cùng, một cây hàng khá là VIP. Giá sẽ là 3.850.000 nha anh em. Giá công khai cây cuối cùng 3.850.000, một cây Shimano dít, hàng khá là VIP của Shimano. Đây đó, tổng cộng mình lên cho anh em sẽ là 11 cây gần hôm nay. Nếu anh em ưng kênh nào có thể chốt để shop số điện thoại, shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.